Chào các bạn, mình là Lộc, mình là kỹ thuật viên của công ty âm thanh Trung Chính. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối bộ thu không dây của toa, bộ thu VKT 5805 và bộ phát VKM 5225. Trên tay tôi là bộ thu. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết nối bộ thu này vào âm ly. Bước thứ nhất là các bạn sẽ phải cắm nguồn cho thiết bị. Và các bạn phải bật nguồn xem có lên điện không. Thì tôi đã bật nguồn. Bước tiếp theo các bạn sẽ cắm dây kết nối vào âm ly. Thì các bạn xem là trên đây sẽ có hai cổng. Nếu các bạn cắm vào cổng canon thì các bạn sẽ gẩy cái nút này về phía mic. Các bạn cắm về 6 ly sẽ gẩy cái nút chuyển đổi này về phía 6 ly. Tiếp theo ta sẽ cắm kết nối vào thiết bị. Đồ còn lại ta sẽ cắm vào âm ly. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bộ thu VKT 5805, còn đây là bộ phát VKM 5225. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn kết nối với nhau. Đầu tiên thì các bạn vẫn phải lắp pin vào mic. Chúng ta sẽ lắp đầu dương và đầu âm sao cho đúng với thứ tự của mic. Mic của toa bên trên sẽ là đầu dương. Xong rồi chúng ta sẽ xoáy lại. Ta sẽ bật nguồn của mic. Cổng A và B đã sáng, như vậy là hai thiết bị đã nhận nhau. Sau khi kết nối xong thì chúng ta bắt đầu thử mic. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alo. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh tần số của bộ thu và bộ phát. Bây giờ chúng ta sẽ bật nguồn lên. Như vậy là hai thiết bị đang nhận nhau. Chúng ta sẽ mở nắp. Hai thiết bị này đang nhận nhau. Như ta thấy ở trên bộ thu hiển thị chữ B1 và 0, B1. Tức là bên này trùng với tần số của bên này là banh 1. 0. Thẳng đường 0 của số channel này cũng đang vặn số 0. Để thay đổi được tần số, chúng ta sẽ ấn vào nút set và giữ trong vòng khoảng 3 giây. Khi chúng ta thấy màn hình hiển thị lên bằng 2, tức là channel 2, tức là đang chọn kênh số 2, ta sẽ di chuyển 4, 5, 6, 7, 8, sẽ có 64 tần số như vậy. Ta sẽ ví dụ ta sẽ chọn là kênh số 1 đi. Như vậy là đang chọn channel 1. Ta sẽ ấn giữ set. Trở về channel. Ta sẽ chuyển di chuyển sang banh đi. Set banh thì trong này ấn giữ set này, nó sẽ ra đang chọn là banh 1. Ta có thể là kiểm tra 2 3 4 exit. Như vậy là sẽ có 4 banh. Bình thường ta sẽ chọn là đang ví dụ chọn banh 1. Ta sẽ ấn giữ set. Như vậy là ta sẽ thoát ra. Trên màn hình sẽ hiển thị là banh 1 và chọn kênh số 1. Sau khi điều chỉnh bộ thu, ta sẽ kiểm tra bộ phát. Và chúng ta đang thấy banh tương đương với B1 đã đúng banh. Tần số 1 thì ta sẽ quay về tần số 1. Ta sẽ quay channel về tần số 1. Sau khi điều chỉnh xong, chúng ta sẽ bật mic lên. A và B đã sáng. Như vậy là hai thiết bị đã nhận nhau, chúng ta đã set xong tần số. Sau đây là một số lưu ý khi các bạn điều chỉnh micro không dây. Thứ nhất, chúng ta phải điều chỉnh tần số của bộ thu và bộ phát phải giống nhau. Thứ hai là chúng ta chỉnh âm lượng. Tùy từng phòng chúng ta to nhỏ không có nó sẽ bị gây ra tiếng hú. Và cái thứ ba là các bạn khi không sử dụng micro nữa thì nhớ tháo pin ra. Mình vừa hướng dẫn các bạn kết nối bộ thu VKT 5805 và bộ phát VKM 5225. Tạm biệt các bạn. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.